khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2 tháng 9 tại khu vực thác nước Pa Sa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, hai cháu Lò Thị Bảo Thu, sinh năm 2008, trú tại bản Mường Phăng, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ và cháu Lò Thùy Linh, sinh năm 2008, trú tại bản Mớ, xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên cùng một nhóm bạn đi chơi tại đây không may bị trượt chân ngã xuống nước và bị nước cuốn đi. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã Pa Thơm đã phối hợp với các đội nghiệp vụ công an huyện Điện Biên, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng phương tiện khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân. Hàng trăm người gồm công an, bộ đội, cán bộ xã và quần chúng nhân dân tham gia tìm kiếm dọc theo hai bên bờ suối dài hàng chục km. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh triển khai người nhái và thiết bị lặn. Mặc dù các lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được hai cháu bé. Hiện nay đang mùa mưa lũ, người dân cần đề cao cảnh giác khi đi tham quan du lịch, đi chơi, làm việc gần các khu vực sông suối, ao hồ, nhất là đối với trẻ em. Các tổ công tác vẫn đang nỗ lực triển khai lực lượng tìm kiếm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.